Nếu bạn sở hữu một phòng tắm vừa và nhỏ nhưng vợ của bạn lại thích lắp đặt những chiếc chậu đặt bàn giống như những khu khách sạn cao cấp vậy, vậy thì làm sao nhỉ? Ngày hôm nay thì Ngọc Phương sẽ giới thiệu quý vị một giải pháp vô cùng thú vị nha. Và đây là sản phẩm mà Phương muốn giới thiệu với quý vị, đó là sản phẩm chậu rửa AL295V đến từ thương hiệu Inox. Nhìn về tổng quan thì sản phẩm sẽ được thiết kế dạng tròn, mang lại cái sự sang trọng và đẳng cấp giống như các khu resort 5 sao vậy. Thiết kế dạng tròn sẽ giúp chúng ta hạn chế các góc cạnh và việc lau chùi sẽ trở lên nhanh chóng hơn. Cùng với phần phành chậu được thiết kế thanh mỏng, mang lại vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh thoát cho sản phẩm. Sản phẩm có đường kính là 380mm, chiều cao là 140mm, nên có thể dễ dàng kết hợp với các phòng vệ sinh có kích thước nhỏ và vừa, nhưng vẫn mang lại không gian rộng rãi, thoáng mát. Một trong những vấn đề mà nhiều khách hàng quan tâm đó là sản phẩm có bị văng bắn nước hay không, thì câu trả lời sẽ là không, vì sản phẩm sở hữu độ lòng chậu sâu và dốc, giúp chúng ta ngăn ngừa việc bắn nước và hạn chế sự bám đọng nước ở lòng chậu, giúp chậu thoát nước nhanh và sạch hơn. Một sản phẩm với những đường cong bo tròn sẽ mang lại sự thoải mái, nhẹ nhàng cho người sử dụng và giúp giải tỏa áp lực sau một ngày làm việc vất vả. Và sản phẩm của chúng ta sẽ được ứng dụng công nghệ bề mặt đó là Aqua Ceramic, công nghệ giúp chúng ta chống bám bẩn, chống bám cặn và bền sáng suốt vòng đời của sản phẩm. Nếu bây giờ vợ bạn bắt bạn lau phòng tắm xong mới cho đi nhậu với bạn thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý cực kỳ nhanh với những sản phẩm mà có các góc cạnh bo tròn như này. Sản phẩm chậu đặt bàn 295 của chúng ta sẽ có hai phiên bản không có Aqua và phiên bản có Aqua. Với từng phiên bản chúng ta sẽ có từng mức giá khác nhau. Tổng kết lại thì chậu AL295 là sản phẩm có thiết kế đẹp, sang trọng và phù hợp với những phòng tắm vừa và nhỏ. Đi kèm với đó là những công nghệ rất tuyệt vời. Nếu quý vị chúng ta còn những câu hỏi thắc mắc về sản phẩm, vui lòng comment ở phía dưới video. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo.